Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành 25 trên 49 nội dung công việc cải cách hành chính, tiếp nhận gần 19.000 hồ sơ, trong đó hơn 97% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Đến nay 100% cán bộ công chức viên chức sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Tỷ lệ cán bộ công chức được cấp chữ ký số đạt 100% và 100% cơ quan đơn vị được cấp con dấu điện tử. Huyện Xuyên Mộc đang hoàn thiện hệ thống website của huyện và 13 xã thị trấn. 100% người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trả lương qua tài khoản và thanh toán các giao dịch thiết yếu qua tài khoản ngân hàng. 100% các khu điểm du lịch, hộ kinh doanh tiểu thương được cấp mã QR trong thanh toán không dùng tiền mặt.